Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu. Anh cần mê tiền nha. Một năm rồi chưa làm móng. Đấy, và để đỡ mất nhiều thời gian, mình hướng dẫn mọi người tô lông bức tranh nha. Ôi là không làm gì. Cũng được cái quá hình đầu tốt tiền rồi. Xin sao em cũng một năm rồi chưa làm móng luôn. Làm cũng dùng được lâu đâu, một thời gian ngắn. Nhiều anh tên hay dầm máu thôi. Không ạ. Ủa? Tất nhiên cô con gà ai thì chưa. Con gà đến Tết ai phải dầm máu. Tất nhiên giỏi thì con gái mà ai. Gà chỉ để cào mặt nhau chứ đẹp quá ấy. Dạ. Chẳng hạn như chủ yếu cào mặt thịt đúng không? Ok nha mọi người. Nó không được chụp ở đây. Hả? No. Ok. Ok nha mọi người. Ủa cái gì đây? Nhà phát triển thực đơn. Các combo cực mới đừng bỏ lỡ. Ui, tớ thèm bánh quấn thế nhỉ. Thèm nhỉ. Tớ biết cũng có bánh quấn ngon của đội cấn. Đằng trong Hạ Đình cũng có quả bánh quấn ngon. Bánh quấn trong Hạ Đình ngon. Mỗi tờ hơi đắt. Cái gì mà mình quần nó khổ xít tận giường nhỉ? Chỉ việc nằm nhà và đặt. Rồi, ai rồi. Rồi. Ok. Ok nha mọi người ơi, mọi người tôi đi ạ. Mấy điểm. Mấy con này cứ đến gần là nó không bắn lại. Giờ này lại đang hot bốn à nhầm Mori và Eri. Bản đầy thật. Đây. Đây lướt Facebook toàn thấy này hay được đấy. À không anh. Không phải link gì đâu anh. No. Thế sao các anh chưa Tinder rồi chưa? Uầy, gì nữa đi. Tinder thì bạn đời. Tìm gì nữa má. Xong rủ Thịnh chơi. Thịnh no. Bạn đời. Nhằm không cho Thịnh chơi biết đâu được.
Hello, xin chào mọi người, đã quay trở lại mọi người tốt đi ạ. Của mình nha. Đây mình đang mọi người tô màu cho một con mắt và một cái này cho mọi người. Cố gắng để cho con xanh trước khi mình tô màu nha. Cái gì vậy? Mình cũng tô màu cho nên mình cũng không thấy có gì. Ước phương, xin tuổi. Tự nhiên cả Tinder về xong rồi dùng Tinder thấy yêu mình ở trên đấy nhỉ. Bách cướp luôn ạ. Sắp tới bọn 19, 20 tuổi nghe nhìn bịt đấy. Đây đây. Một tháng 189.000. Cút cút cút. Ok nha mọi người. Ủa mất tiền đấy. Ok nha mọi người. Mọi người có tô được không ạ? Ok. Sạc ổn cho anh Đức. Chắc chưa anh ơi. Anh sửa sạc cho anh Đức. Sửa từ nào được. Thái. Ok nha mọi người. Mọi người có to được không ạ? Ok. Còn hai lọ sáp lâu dày nữa chỉ cần lâu là sạch không cần đặt. Ok mọi người tốt được không ạ? Sao này mình ngủ của gì đi? Tìm gái à? Không, gái vú gì tầm này? Kiên. Ui, nhìn ngon vậy. Mình làm một đĩa này. Okay. Xin chị một bát, xin một bát. Bỏ chai 150.000 đắt thế. Ok nha mọi người. Ok. Ô dữ vậy sao? Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi, mọi người đây là bức tranh của mình, sau đây mình tô theo mình nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sau đó mình sẽ kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình. Ừ. Ngon nhỉ. Cái này quen.
Ok. Tôi nên gì anh đưa rồi. Áo vậy. Thịt trâu. Đổi con vật đi anh. Và mình sẽ tập bên trên nhé, có thể cho mọi người xem nha. Và video mình đến tốt này là tất cả mọi người những bên tiếp theo mọi người like trên kênh của mình nhé. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Còn đây mình sẽ cho tất cả mọi người tôi mua một cái quần nha, em làm đi em cũng quần làm ngắn cũng nha mọi khổ, người, và để đến bây giờ ra mọi kể người cả sẽ bây mua giờ tôi nhé. em làm cả ghép video thứ về nhà đến tận tối đêm 2-3 giờ em vẫn ngồi em chỉnh em cắt mặt video trên kênh làm biết lỗi đâu người. Bây giờ anh Long nói này bảo em làm sao thì bảo em làm sao bây giờ anh Long đang bực mất cái nước nói cái gì lỗ nào tự nhận để chẳng biết nói gì. Hỏi giờ em cần làm gì hay gì đấy thì anh giờ không có gì nữa các công ty mà mình không thể gặp lại thôi. Hỏi xem mình cần làm gì thôi, còn cái gì thì anh tự tính sau. Thế này bảo là làm video rồi anh bảo ok. Ok thế thôi. Nhưng bây giờ anh xong rồi muốn cho anh nhắn lại em như thế. Nhưng mà anh ấy bảo ok, xong rồi chị bảo vâng ạ à, rồi anh ấy vẫn xong rồi anh lại nói cho em bảo em xem lại cái máy marketing đi spam liên tục như thế chỉ do cách làm của máy đôi khi nhiều mail ra quá hỏi xác định tại sao lại đi ra spam. Sắp giờ chẳng ai biết đâu. Anh Long còn không biết được làm gì. Đấy, bây giờ mất kênh thì anh Long chỉ nghĩ là do Thịnh làm chứ biết sao được. Hay đang sửa tay. Nhưng căn bản là bây giờ anh Long cứ nghĩ là do thịt do thịt như vấn đề nằm ở đấy nha. Ok nha mọi người. Như thế này cũng ngại gặp anh Long phết chỉ đùa. Mà không biết anh Long là Đã rồi. ở về quê hay là anh Long đang đi đâu rồi. Thế nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Đợt này nó hay đặt chị ta. Chị có kênh. Chẳng biết lỗi nó đâu ấy, nhưng mà Long cứ bảo thế. Anh Long cứ bảo lỗi nó em. Cơ bản là lỗi của mọi người khác nhau. Mai Long toàn đưa cho thị cái kênh mình biết đi xếp thì lại đây sửa tay ý là không có kênh nào bình thường đúng quá như sắp anh biết rồi em là một phần là cái kênh anh sắp cũng làm một kênh giờ phớt em cũng làm đi hết anh sắp là ghép con tay đằng sau xong rồi up luôn lên này em cũng chẳng biết chắc cũng có thể là do đi ăn thôi chị. Nhưng mà anh Long anh bảo là một lần ba spa thì là có thể đỏ đen, nhưng mà hai lần thì đỏ đen thì nữa.
một lần đưa đi em, hai lần đưa quá đi em. Ông Đức mấy lần rồi? Một lần. Đây rồi. Lần đầu đúng không? À, tên một phát là nhỉ? Lần đầu là người khai màn đầu tiên. Anh là cũng có thể anh làm cho anh Quý anh lo cho bạn gì cũng quên toàn là bên anh Long cho đưa anh Quý là sắc thì đây từ từ đây mà anh sắc anh làm ăn được nhiều cơ bản là biết tỷ lệ của anh nhiều kênh thì mới hai kênh thôi chẳng hạn đúng không? Bây giờ em làm ba kênh trước của em làm cũng ra tiền nó phải không đâu, còn mười mấy 20 nghìn với cả một kênh 8 nghìn mấy. Ok tôi đi ạ. Chết buồn. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Mày là anh Đức còn làm cho bên anh Quý còn đỡ. Quý không nói gì. Ok. Chẳng biết đâu. Mình làm căn bản là mình làm kênh đấy nó chẳng biết nuôi đâu. Xong rồi vẫn là lo mình hết. Ok nha mọi người. Làm cốc sư buôn thì nó đỡ buồn. Chị ạ. Cốc trà sữa uống cho đỡ buồn. Thì anh vẫn còn dùng uống trà sữa được. Anh Long tặng cho một chàng dài dằng dặc. Đấy ông á. Lần trước ấy, trước thì làm cho một phát một câu dài dằng dặc, ôi mình nản, chẳng biết do gì. Đợt đấy hôm đấy là đợt đấy làm cái gì á, xong rồi em ra ta. Hôm đấy cũng không phải là lỗi mà kiểu làm cái gì xong rồi hôm đấy mệt xong em cũng lười. Xong rồi ngồi chiêu một lúc. Mặc dù là làm, tức là cái lúc đấy em vẫn làm. Chỉ khác là làm cái gì nữa lâu. Tại lâu phết rồi, lúc đấy anh chưa vào đâu. Thế á? Ngay đầu năm trước rồi. Vâng. Chạy làm cho phát một trang tin nhắn dài dằng dặc. Ui dồi.
cái gì đi làm rồi cái gì gì nó nói chung nhiều lắm, em đọc em chán thắt từ đấy chăm chỉ luôn. Thế nên từ đấy em đi làm anh về em mấy em đi làm muộn đâu, nên đi muộn phát thôi em nghỉ luôn đến chiều em mới đi đấy. Chứ hồi đầu cũng không, hồi đầu cũng không hẳn đi muộn đâu, nhưng mà đi chat ra một tràng dài dằng dặc thôi chịu. Mà đợt đấy mới làm cũng được mấy tháng thôi, cày mình hết là mới xin bye bye mọi người nha.